Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần dự thi của thí sinh Nguyễn Văn Thắng, số báo danh 114, bài dự thi Phạm Lãi biệt Tây Thi, cố soạn giả Viễn Châu. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngô quốc môn trùng thăm thầm xa, liều thân cu lấy nước non nhà, nàng đi chung ấy nhiều sương có mục tiêu đều bên trừ lan. Tây Thi ơi, nước bạc ngược dòng trắng ta lông bông, nàng đã đi để cho ta sầu hận thiền rồng lướt sông. Đêm nay có kẻ nhìn trăng mà khe khe thở dài, kim mã hồng đến thế thì thôi, phi bỏ một đời đấy đền sông hận nước. Làm gươm dao cho nát đời qua kiếp ma hồng. Tây Thi ơi, làm sao tôi quên được nơi Trở La Thôn, nhìn ai đang vô lo lòng bâng khuâng chan chứa mộng măng tình. Hạ bút để tơ ca ngợi
cười quen có làm sụp đổ Ngô Bang để trả cảnh thù nhà hận. Nhưng đến giờ chia ly não ruột đã làm cho tôi tê bút càng trường. Theo dõi phần dự thi đến từ thí sinh Nguyễn Văn Thắng, số báo danh 114.